Liên tiếp trong 3 ngày qua thì ở đầm Ô Loan tỉnh Phú Yên đã xuất hiện nhiều tôm tít hay còn gọi là con bề bề. Ngư dân thì vui mừng vì được mùa tôm, còn ngành nông nghiệp địa phương thì lại lo lắng. Ngư dân đánh bắt ven đầm Ô Loan cho biết, do nguồn nước từ thượng lưu đổ về lớn làm cho nước trong đầm Ô Loan bị ngọt hóa. Đây là điều kiện thích hợp cho tôm tít xuất hiện. Bình quân mỗi ngư dân khai thác được từ 60 tới 80 kg tôm tít. Mỗi đêm thu về chừng 250 tới 300 nghìn đồng. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tuy An, tôm tít sinh sống ở tầng đáy, có tuổi thọ khá cao, sinh sản nhiều kỳ trong năm. Việc tôm tít xuất hiện dày trong đầm là biểu hiện không tốt đối với môi trường sinh thái trong đầm Ô Loan.